Xin chào anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị đến với bài số 9. Đó tôi nói về quy trình bán hàng tại shop một cách rất là nhanh chóng và đơn giản như thế này. Thế thì cái quy trình bán hàng các anh chị cần phải xây dựng ở shop nó bao gồm những quy trình gì? Và tôi đưa ra một số những gợi ý. Và sau đó thì tôi cũng sẽ có một cái món quà tặng cho các anh chị. Các bạn, các anh chị biết là tôi có một cái chuỗi cửa hàng và tôi có đầy đủ tất cả các quy trình như vậy. Nếu mà các anh chị quan tâm thì tôi sẽ gửi tặng các anh chị các bản file đó. Và các anh chị liên hệ với tôi sẽ tặng tất cả những cái file mà tôi đã viết ra hoặc là đã đi copy hoặc sửa chữa ở đâu đó rất là nhiều. Ok, thế thì cái quy trình bán hàng tại shop nó bao gồm những cái nội dung gì và các bước như thế nào? Thứ nhất, đó là các anh chị cần phải thiết lập các quy trình, các nội quy bán hàng tại shop dành cho đối tượng là nhân viên, dành cho đối tượng là cửa hàng trưởng, dành cho đối tượng là giám đốc kinh doanh nếu như mà chúng ta có nhiều chuỗi cửa hàng. Còn nếu chúng ta có 1, 2, 3 cái thì nó đơn giản thôi. Cần phải có các cái cẩm nang hướng dẫn bán hàng dành cho nhân viên, các bước bao gồm những bước như thế nào, đúng không ạ? Cần được chi tiết hóa, cần được quy trình hóa và kết hợp với các cái phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý khách hàng, các phần mềm chống mất cắp. Ví dụ như là chúng ta ở các siêu thị chúng ta thường hay thấy là có cái tít đấy, đúng không? Nó gắn cái nhựa nhựa mã vạch vào trong cái sản phẩm đấy. Thì chúng ta đi ra ngoài cửa nó có cái cửa chống mất cắp nó kêu rung rung lên, đúng không? Đấy, rồi thì phần mềm camera và camera giám sát. Tất nhiên là tôi sẽ nói chi tiết cái phần này trong cái bài chuẩn hóa điểm bán hàng sau. Và cái bài này tôi chỉ đề cập đến quy trình. Đấy. Các quy trình bán hàng bao gồm ví dụ như là các bước chào hỏi, các bước tư vấn, đúng không? Các bước chốt đơn hàng, thanh toán, lấy thông tin của khách hàng, giao hàng, tiễn khách, vân vân. Bao nhiêu bước như thế nào thì cần phải chuẩn hóa ra. Thế thì cái nội dung mà chúng ta cần phải đào tạo, cần phải viết ra đó bao gồm là gì ạ? Quản lý về gian hàng, quản lý về nhân viên bán hàng, đào tạo cơ bản, đào tạo nâng cao. Ví dụ như nhân viên bán hàng phải ăn mặc như thế nào, thái độ, tác phong, lời nói, vân vân. Thì cái phần đấy tôi sẽ hướng dẫn trong một cái bài học khác, hướng dẫn chi tiết về nhân viên bán hàng. Thứ hai là chúng ta cần phải đào tạo về sản phẩm, về chất liệu, về phong thái, rồi về cái sự phối hợp, tức là mix, đúng không? Thời trang là mình phải phối đồ làm sao cho đẹp và chuyên nghiệp. Đấy thì chúng ta cần phải dạy cho nhân viên, bởi vì không dễ dàng gì những cái nhân viên bán hàng là có một cái gu thời trang tốt được. Chúng ta phải đào tạo rất nhiều, hoặc là chúng ta có thể đào tạo theo kiểu là viết giáo trình ra cho nhân viên đọc, hoặc là chúng ta sẽ cho tiền nhân viên đi học, hoặc là chúng ta sẽ mời các giảng viên về đào tạo, hoặc là chúng ta sẽ đưa ra yêu cầu và nhân viên sẽ tự học. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ đào tạo và phát triển nhân viên bán hàng. Các bạn đừng nghĩ rằng là nhân viên bán hàng không quan trọng nhé. Nhân viên bán hàng là quan trọng nhất, bởi vì bán được nhiều hay bán được ít là do nhân viên bán hàng. Và doanh số của các thương hiệu phụ thuộc vào nhân viên bán hàng rất nhiều. Đấy, cho nên chúng ta cần tập trung vào cái việc đó. Là vì vậy thì tôi cũng khuyên các anh chị một cách rất là chân thành như thế. Tiếp tục, đấy là chúng ta sẽ cần phải đào tạo về khách hàng mục tiêu. Ví dụ như khách hàng của cái sản phẩm này là ai, họ tuổi tác như thế nào, giới tính như thế nào, sở thích nghề nghiệp ra sao, thu nhập, họ thường làm gì, họ thường có những cái câu hỏi gì, họ thường có những cái băn khoăn gì, họ thường có những cái gọi là những cái phản kháng, đúng không? Các cái ngưỡng phản kháng. Thí dụ như là chị cảm thấy nó hơi rộng, chị cảm thấy chất này chưa tốt, chị cảm thấy kiểu này hơi quê, chị cảm thấy là cái này trông nó cứ làm sao ấy nhỉ, vân vân. Khách hàng chỉ có một cái lý do để mua hàng, hoặc là rất ít các lý do để mua hàng, nhưng mà lại có vô vàn các lý do để không mua hàng. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị hết tất cả những kịch bản mà khách hàng sẽ từ chối, và chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề từ chối của khách hàng. Ví dụ như họ nói về chất liệu, mình sẽ tư vấn, đúng không ạ? Ví dụ như chất liệu này chị thấy không? 100% cotton, rồi thì chất liệu co giãn 4 chiều rất là mát. Thương hiệu này là thương hiệu của, đây là CK, hàng hiệu chính hãng, đúng không ạ? Màu này cũng rất là mát, vân vân vân. Đấy thì mình tư vấn, mình phản hồi khách hàng như vậy, đứng trên lập trường và quan điểm của khách hàng để mình tư vấn. Đó thì cái đấy là chúng ta sẽ phải đào tạo, nó nằm trong quy trình bán hàng các bạn nhé. Tâm lý này, mục tiêu này, thuyết phục khách hàng này, xử lý các tình huống phát sinh này,
xử lý các cái tình huống phản kháng này. Đấy, tập huấn về các cái chương trình bán hàng, các chính sách, các khuyến mại, dịch vụ hậu mãi vân vân để nó thống nhất nhá. Không thì khách bây giờ người ta đi so sánh, người ta đến chỗ này người ta thấy là cái chương trình này như thế, sau đó sang bên này này thấy nhân viên bán hàng này nói khác, thế thì người ta hiểu rằng là à, như vậy là không chuyên nghiệp, là mâu thuẫn, là lừa dối, đúng không? Những cái nhỏ nhỏ như thế chúng ta đều phải lưu ý, bởi vì chúng ta đang làm bán lẻ và bán lẻ thời trang. À, tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ phải đào tạo về cái quy trình quản lý gian hàng và tại shop đấy, đúng không? Ví dụ như là chúng tôi có rất nhiều quy chế nhé, nội quy này, nội quy của công ty áp dụng tại từng cái điểm bán, chấp hành cái quy chế của nhân viên như thế nào, cần phải có checklist, đúng không? Ví dụ như là 10 bước nhân viên đến cửa hàng kiểm tra độ sạch sẽ, lau ly các cái dụng cụ phần mềm máy tính, kiểm tra hết, kiểm tra trưng bày hàng hóa, kiểm tra vệ sinh hàng hóa, kiểm tra doanh số bán hàng và thu tiền của ngày hôm trước, ca trước đấy, kiểm tra hàng tồn kho và phải đặt hàng những cái hàng hết, đúng không? Tránh cái tình trạng là hết, còn nếu mà bán chạy quá, ca trước ca sau chưa kịp mang lên thì đã đành rồi. Thế rồi thì họp bán hàng hàng ngày, rồi kiểm kê kho hàng, đấy, hướng dẫn và đào tạo cho nhân viên mới nếu như mà các bạn có nhân viên mới, rồi quản lý danh sách khách hàng để tăng được cái khách hàng tái mua, rồi quản lý và thúc đẩy doanh thu vân vân, được chưa? Đấy là rất nhiều cái vấn đề liên quan đến cái quy trình bán hàng trong cái phần bán hàng tại shop. Thế thì sau này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có thể đào tạo về mặt lý thuyết và chúng ta cũng đào tạo thực hành tại điểm bán, rồi chúng ta sẽ tạo ra những cái bài tập giả lập, mời những khách hàng đến để người ta mua hàng và đào tạo kỹ lưỡng cho nhân viên. Hiện nay thì chỉ có những cái thương hiệu lớn người ta mới đầu tư kỹ lưỡng như vậy. Tuy nhiên là những người khởi nghiệp như chúng ta, hoặc là những người mà có một vài shop như chúng ta, thì chính cái người chủ, chính người khởi nghiệp, chúng ta phải là cái người bán hàng giỏi nhất, phải là cái người bán hàng chuyên tâm nhất, thì chúng ta mới bán được nhiều hàng và chúng ta mới sống sót, chúng ta mới tồn tại được trong cái môi trường đầy cạnh tranh khắc nghiệt như thế này. Hàng hiệu chính hãng, hàng hiệu, hàng nhái, hàng Quảng Châu, hàng Việt Nam xuất dư xịn, hàng Việt Nam xuất dư nối truyền, rồi thì xuất dư nhái, rồi thì hàng dựng vân vân, vô vàn những cái sự cạnh tranh ở trên mạng bây giờ, đúng không? Ok, thế thì cho phép tôi tạm dừng cái phần hướng dẫn sơ lược các cái quy trình bán hàng tại shop, tại điểm bán như vậy. Thế thì như tôi đã tiết lộ là tôi có rất nhiều các cái tài liệu có trong máy tính ở đây, các bản mềm có sẵn, và tôi rất vui nếu mà tôi có thể chia sẻ với anh chị một vài kiến thức nào đó, một vài cái file tôi có. Cái gì tôi free được thì tôi sẽ free được anh chị, và cái gì không free được thì tôi sẽ báo phí đàng hoàng, thuận mua vừa bán trên tinh thần hỗ trợ các anh chị là chính. Ok, rất vui được trao đổi với các anh chị, rất mong nhận được những câu hỏi của các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn chị rất nhiều.